Tối qua ngày 5 tháng 3, Sở Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc lễ hội áo dài lần thứ 8 năm 2022 với chủ đề Tôi yêu áo dài Việt Nam. Tại lễ khai mạc, công chúng sẽ được chiêm ngưỡng 15 bộ sưu tập nổi bật của các nhà thiết kế nổi tiếng với hơn 300 mẫu áo dài được thể hiện theo 4 chủ đề, với hơn 100 văn nghệ sĩ tham gia trình diễn. Đây là màn mở đầu cho rất nhiều hoạt động ý nghĩa như chương trình diễu hành với áo dài, chủ đề khát vọng hòa bình, chương trình nghệ thuật áo dài với chủ đề Áo dài ơi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ với sự tham gia của hơn 2.000 người từ nhiều độ tuổi khác nhau. Lễ hội nhằm góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của trang phục dân tộc, nuôi dưỡng tình yêu của người dân với áo dài Việt Nam, đồng thời phát triển trở thành sản phẩm du lịch, văn hóa độc đáo hàng năm, thu hút khách du lịch đến thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng gia đình và vai trò của nữ giới, trao quà cho nữ đoàn viên đơn thân khó khăn. Trong những năm qua, chị em phụ nữ các cấp công đoàn luôn ra sức học tập, rèn luyện, vươn lên, khẳng định vai trò và vị thế trong xã hội. Song song với đó, Đảng, Nhà nước ta luôn tạo điều kiện để phụ nữ phát triển, ban hành nhiều chủ trương chính sách về phụ nữ bình đẳng giới nhằm phát huy vai trò nữ giới. Buổi sinh hoạt chuyên đề trang bị thêm kiến thức cho phụ nữ, giúp chị em khẳng định vai trò vị trí của mình trong xã hội, củng cố và rèn luyện bản lĩnh, tạo động lực cho phụ nữ thực hiện chức năng nhiệm vụ. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 20 lao động nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn nhằm chia sẻ với đoàn viên người lao động trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Tại thành phố Tam Kỳ, Tòa án Nhân dân cấp cao khu vực miền Trung Tây Nguyên tại Đà Nẵng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũng vừa tổ chức chương trình tri ân về với mẹ. Tiếp nối truyền thống và hưởng ứng chương trình mẹ đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch COVID-19 và thiên tai do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Từ đầu năm 2022 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tam Kỳ đã nhận đỡ đầu cho 21 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và hỗ trợ 300.000 đến 500.000 đồng mỗi em một tháng. Trong buổi gặp mặt, Tòa án cấp cao khu vực miền Trung Tây Nguyên tại Đà Nẵng đã tặng quà cho 21 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam vừa tổ chức với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang khởi động dự án nâng quyền kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Dự án dự kiến sẽ hỗ trợ cải thiện điều kiện kinh tế cho hơn 2.600 phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa của hai tỉnh là Lai Châu và Hà Giang. Dự án nâng quyền kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số góp phần tăng cường phúc lợi kinh tế cho phụ nữ thông qua việc thực hiện quyền kinh tế, tăng cường sự tham gia của họ vào các hoạt động kinh tế được trả công, đồng thời tăng cường tiếng nói và năng lực lãnh đạo của chính phụ nữ dân tộc thiểu số trong các quyết định liên quan đến hoạt động kinh tế hộ gia đình, các hoạt động sinh kế và sản xuất kinh doanh. Bằng việc hợp tác với nhiều đối tác, bao gồm chính quyền địa phương, các tổ chức tại cộng đồng, các đơn vị doanh nghiệp và các tổ chức truyền thông, dự án sẽ trực tiếp đóng góp vào chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trong việc giảm gánh nặng chăm sóc và nội trợ của phụ nữ. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các địa phương chú trọng kiểm tra công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo an ninh an toàn cho du khách, nhất là những hoạt động du lịch mạo hiểm trên biển, trên sông, tránh để xảy ra những tai nạn đáng tiếc cho du khách như là vụ lật cano du lịch tại khu vực biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Nhằm đảm bảo việc mở cửa lại hoạt động du lịch an toàn, hiệu quả, chất lượng, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu tránh thanh tra các sở du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động tham mưu đề xuất với lãnh đạo sở về việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc chuẩn bị đón khách du lịch của các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn, đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị đón khách du lịch, trong đó tập trung vào một số nội dung như xây dựng và thực hiện các phương án phòng chống dịch COVID-19, xử lý tình huống khách du lịch mắc COVID-19, chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ, nguồn nhân lực du lịch. Singapore vừa công bố hành lang du lịch dành cho người đã tiêm chủng với Việt Nam. Du khách đã hoàn thành tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 từ Việt Nam có thể bắt đầu đăng ký thẻ thông hành từ 9 giờ sáng ngày 13 tháng 3 năm 2022 theo giờ Việt Nam và nhập cảnh Singapore mà không cần phải thực hiện cách ly kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2022.
Chính phủ Việt Nam đã công bố kế hoạch mở lại hoạt động du lịch quốc tế từ ngày 15 tháng 3. Trước đó, Việt Nam và Singapore đã đạt được thỏa thuận song phương về việc công nhận hộ chiếu vaccine COVID-19 của hai nước, mở đường cho quyết định công bố hành lang du lịch dành cho người đã tiêm chủng. Cả Việt Nam và Singapore đều có tỷ lệ tiêm chủng cao, áp dụng các biện pháp an toàn tốt và có cùng cách tiếp cận để sống chung với COVID-19 như một bệnh dịch đặc hữu. Hành lang du lịch dành cho người tiêm chủng tái khẳng định cam kết của Singapore trong việc mở cửa lại biên giới theo lộ trình thận trọng với các biện pháp quản lý an toàn chặt chẽ để đảm bảo trải nghiệm du lịch an toàn cho du khách Việt Nam.